Hello các bạn, hôm nay mình đi chợ trời lớn ở đường Parisa review các bạn coi đó có gì thay đổi không? Cũng khoảng 7 năm hả? 7 năm rồi mình không có đi. Hôm nay sáng dịp mình đi ghé Costco mình đổ xăng, có thời gian mình đi vô chợ trời review các bạn coi. Lúc trước cái clip trước thì mình review cái chợ trời ở đường Neo ở Capital. Giờ mình sẽ review các bạn xem cái chợ trời ở đường Barista, chợ trời lớn. Mấy lần đi ngang mình thấy họ sửa chữa xe cắt rồi lại để coi có gì mới lạ review các bạn xem. Ok, các bạn đi với gia đình mình nha. Giờ mình cũng đi view quê North 680. Mình vô cái exit Barista Road. Trời này nghe nói giờ vô tính tiền mỗi chiếc xe cũng khoảng 15 đồng một cái chiếc. Giờ mình thấy cái xích Parisa nè. Giờ mình giữ thẳng và chạy bát qua đường Kinh luôn. Mình sẽ chạy ngang trường như là trường Indiana, như trường học gì quên này. Independent không không có bắt qua không, mình đi đường trên ha. Cái trường Independent nằm dưới đường Mapuri, còn ngày mình đi trên đường Barista. Trước mình ngã tư Brickinger. Xe kế bên nó mở nhạc lớn, vỗ nghe đùng đùng. Giữ thẳng đi thẳng luôn các bạn. Ở đây lâu lắm rồi họ xây cái đường
họ xây cái bạc kinh, cái station của cái xe xe điện các bạn. Xe chạy từ ở trên sân, ở trên San Jose nó xuống dưới San Francisco. Ok, giờ mình quẹo vô đường, quẹo vô cái trời trời. Ở trước là cái nhà ga của xe bạc. Play Market ở đường Paris. Giờ mình mua vé các bạn ơi. Trước có cái trạm ghé mua vé nè, ngày dài người ta treo đồ người ta bán. Bắc Kinh hôm nay nó để cái bảng là Saturday 10 đồng, Sunday 2 triệu đồng, ghê thiệt nè các bạn. Có không anh, có rồi nè, để giá luôn nè. Bên kia em trả bên kia. Thank you. Thank you. Wow, lên 2 triệu đồng các bạn ơi, quá dữ luôn. Làm tiền quá chừng, lúc trước có 7 năm rồi hả? Lên giá có 5 đồng à, 7 đồng à, mình kiếm chỗ nào mát mát mình đậu đây đi. Ok, tới rồi các bạn. Bây giờ mình đi vô trong một trại trời nha. Ok các bạn. 7 năm rồi á, mình mới bước vô lại cái trại trời lớn. Lạ hết sức. Bắc Kinh rất là rộng nha. Nè, cái cầu này cho xe xe bạc nè. Đây là nhiều mễ nhiều lắm, đi chợ Bắc Kinh quá lớn luôn. Giờ nó dòm một qua một bên Ok các bạn, trời trời lớn nè, vậy đây. Quá trời người Mexico không à, ở đây đông hơn chợ trời nhỏ nhiều, vui nữa, bán nhiều quá chừng. Xe mô tô nhỏ nhỏ. Bán đủ hết cho các bạn ha. Ở đây mình dạo từ, mình đi vòng từ ngoài mình đi vô trong từ từ đó các bạn.
này ngoài là ngoài 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 rìa đây, mình đi vòng từ ngoài vô trong. Đây là có tiệm hair cut nè, tiệm cắt tóc. Ngày thường thì có 5 đồng à, Bắc Kinh. Friday, Saturday thì 10 đồng. Hôm nay mình đi Sunday thì lấy 20. Một chiếc xe vậy là 2 triệu đồng. Mình mễ không. Hi. Hello. Hola. Mấy đứa nhỏ nhỏ mẻ mẻ thích lắm. Vui vẻ. Wow, hôm nay Nhật đông quá ha. Đông ghê. Đây, bảng giá để rõ ràng luôn. Bán map rồi nè. Bán mấy cái map. Thì bán quần áo cũ giống như Việt Nam. Hello. Ở đây giống như ở Việt Nam mình bán giống như chợ chặt chặt Tết nha. Ồ, mấy cái áo mà. Bông quá. Mấy cái áo khoác ở ngoài. Có khác ha, 7 năm rồi giờ là thay đổi có khác luôn. Lâu quá mới đi. Chơi nè. Ê, bán mấy cái thú nhồi bông. Xe bạc nè. Đó xe bạc nè các bạn. Cái nhà ga xe bạc ăn trước á. Khai trương ha. Chưa nghe nói nè. Hình như khai trương rồi bán vé nè em. Đó. Để mình review cho các bạn xem cái nhà ga xe bạc, các bạn xem nha. Nó chạy từ trên ở trên này của mình nó xuống với San Francisco. Đây là chanh, khô có ổi. Ồ, đây có bán ổi đó các bạn ơi. Nè cái ổi kia, ổi cái giống nè. Ổi xẻ Việt Nam. Nè giống ổi Việt Nam quá, mình ổi có mễ gì nè. Bạn thấy không? Ổi xẻ. Đây, cây xương rồng. Cây bông. Cái romary. Này cái lopery nè. Cái cây này. Hola. Ở đây là cái tiệm bán thức ăn các bạn. Mangonada nè, cái tiệm của Mỹ nè. Chưa có ai ăn nhiều.
Mấy con chim mà giả kêu. Đây có bán furniture các bạn. Trong chợ trời có bán đủ luôn nè, thấy không? Giường, ghế, bàn, tủ. Đây là bán hoa kiển. Đây có bán này. Đây. Đây cái chanh dây các bạn. Có bán mấy cái nước rồi mấy cái mình kêu là Việt Nam là gì? Kêu Hoàng Nam Bộ hả? Đúng rồi, cái này bán giống như Việt Nam mình bán mấy cái Hoàng Nam Bộ vậy đó, có nước thì chảy. Tàn là mễ không à. Mexico tôi đi đông quá ha. Mễ không à. Wow. Ở trong đây cũng gà tiệm người Việt Nam. Này ông này chủ Việt Nam. Đây bán quần áo. Nhà lồng. Rồi mình vô thả vô nhà lồng các bạn. Đi vô bên trong nhà lồng. Bán tất giả các bạn. Tóc vàng có, tóc nâu nâu có, vàng lợt, vàng đậm có đủ. Rồi bán đồ nữ trang giả quá trời. Đồ si. Bán đồ chơi quá chừng. Đây. Xe tăng rồi. Cảnh sát rồi. Đây bán dài đủ rồi hết. Đây, đây, đây có mấy con lừa nè, có trò chơi mấy con lừa để review cho các bạn coi nè. Đây, chỗ này mấy ông này có mấy con lừa thiệt cho mấy đứa nhỏ chơi nữa các bạn. Để tôi quay cái giá là bao nhiêu. Ồ, 10 đồng nha. Giá là 10 đồng nha các bạn. Đây mấy con lừa nè. La là con lừa chứ. Này dạng ngựa mà lộ nhỏ ha. Lai. Thank you.
trong chợ Bến Thành không? Này mình đi trong cái nhà lồng chợ đó các bạn, giống như chợ Nguyễn Tri Phương, mấy chợ mình ở Việt Nam. Đây bán quần áo. Hello. Mãi nó phái dễ. Yeah. Cái kiến với mấy cái gương iPad mấy đời cũ à, mấy đồ second hand bán 79 đồng trở lên. Đây bán tivi nữa à. Xe bán đồ xe trò chơi nứt, mấy chiếc này chạy bằng bìa bằng điện các bạn, bằng bình ắc quy á. Dài quá rớt, quá rộng luôn. Smile. Bán áo buôn rồi. Đây bán nón. Đây bán áo buôn rồi. Thôi anh có anh kiếm được cái nón của anh rồi. Ra coi kiếm trái cây mình mua các bạn. Trời trời này bán trái cây đồ ăn cũng ngon, cũng không có rẻ gì nhiêu đâu. Tươi. Quá trực trái cây luôn các bạn. Kiếm xoài còn cứng, còn để cái chín quá nó mềm. À, đủ rồi các bạn, ngắt đủ hết. Đủ tiếng. Trái cây bán vô bao, vô cái khay ráp lại. Hả?
cứng không? Chuối, cam, dừa khô có nữa, xoài. Như là hai động trái em. Ok các bạn, mình mua 3 trái xoài 6 đồng. Mua được 3 trái xoài 6 đồng, xoài mễ. Xoài ken. Xoài này kêu là xoài ken. Mẫn cầu mễ. Đó, mình thấy cái nâu nâu giống người chơi á. À. Đây là cửa hàng bán đồ gốm. Ở đây là bán mứt các bạn, bán đường. Đường mễ nha. Giống như Việt Nam mình á, ba đường là đường thùng á. Đường tán. Ở đây món mứt. Bánh giỏi. Dạ. Xin chào. Xin chào. Ăn cái xoài chay không? Thì cái sạp bán bánh mì đó bạn. Hey. Đủ loại này, khăn tròn cổ nè, mà đủ màu sắc hết, cờ mễ rồi đó, class up 2022 để cho mấy đứa ra trường. Ở đây bán mấy cái bình uống nước này. Quá chừng. Đây đang bán nước uống. Đây, xe lăn đây, xe mễ để đây. Quán Tato, Burrito, Square Sadila.
về bán áo đầm cho mấy đứa gái nhỏ nhỏ này, trẻ em. Thì bán qua cái bếp nấu nướng rồi đồ trong nhà bếp. Đây bán băng đĩa game. Đây game. Bán băng đĩa rồi đủ loại hết. Thiêu. Thiêu. Này bán máy thiêu đây. À, chọn mẫu rồi nó thiêu. Mấy chỗ đó các bạn có muốn thiêu cái hình gì đó, có cái hình mẫu các bạn chọn rồi họ sẽ thiêu cho các bạn. Mà mình cũng không có hỏi giá một cái áo gì lại nhiêu, mình không có hỏi. Hello. Ê, 12 đồng cho 3 cái nón. Bán nó. Đây là chỗ bán mấy cái khay cho điện thoại. Đi trang ở Việt Nam mình bán ở chợ Vĩnh Viễn, chợ Nghiệp Tảo. Có chiếc xe nhỏ kéo, nhà có con bỏ cho từng hai ba đứa bỏ xe kéo các bạn. Hai ba đứa nhỏ bỏ lên kéo được. Qua chuyện áo đầm. Cái đoàn. À, mình mới ghé chỗ bán cái giải bằng nhựa chảy bàn các bạn. Ở Barista ngay chỗ cái mo nhỏ thì bán có 5 đồng da, mình mới hỏi đây. Họ nói là 8 đồng một da. Mắc không? Quá mắc luôn. 3 đồng mắc hơn 3 đồng. Vậy trời trời này mình nói bán nhiều khi nhiều cái rẻ cũng rẻ lắm mà nhiều cái cũng mắc. Mình cũng không hiểu được. Đồ cũng đâu có tốt gì cũng vậy thôi. Đây bán mấy cái loa nhạc.
thùng karaoke rồi nè, mấy thùng kéo kéo không. Đi chợ này thấy tàn hồi mấy không các bạn ơi, không có thấy Mỹ trắng. Việt Nam thì có khoảng chừng 9-10 sạp Việt Nam, còn như là người Mexico không. Đây bán nón cá bồi nè, dạng của Mexico nè. Mấy cái nón nè, nón nỉ nè, bút chất luôn. Ok các bạn, đó là cái dàn nhạc của người Mexico đó. Họ chơi nhạc nghe thôi chứ không có hiểu. Bây giờ mình sẽ đi qua đây mình review cho các bạn xem coi cái station của xe bạc nha. Là họ xây cũng lâu lắm rồi, họ làm cũng cách đây cũng 4-5 năm rồi đó. Mà nghĩ là chắc nó hoàn thành rồi nhưng mà sao chưa thấy xe bạc nó hoạt động. Chắc do dịch Covid quá, thành ra chưa thấy xe bạc nó hoạt động, đậu trên cái nhà ga này. Để mình tới mình sẽ review cho các bạn coi ha. Mai mốt các bạn có muốn đi San Francisco đi xe bạc thì ghé ở ngay chỗ chợ trời nè, có cái trạm, cái station train station đó, xe bạc đậu trên các bạn thấy không đó, có mấy cái vòm che đó dài bên kia. Đó sẽ bạn trước các bạn. Đó sẽ bạn. Đó bạn sẽ bạn, các bạn thấy không? Đây mấy cái bột mà che nè. Còn ở dưới này là cái chợ trời, cái play market, xe bạc dài tới dưới này, dài lên trên kia. Hello. À, xe bạc nằm trên đó các bạn. Đây là chỗ bán nón, các bạn coi mấy cái phim của Mexico rồi đó, họ thường đội mấy cái nón này, giống như nón nỉ của mình mà. Hay rồi. Đây có tiệm bán đồng hồ Omega Watch Repair, là sửa rồi bán sửa đồng hồ. Đây là bán dạng giống như là thuốc bắc, thuốc nam, thuốc đông y, dược thảo rồi. Bán gì em? Thuốc gì em? À, để tiếng Mỹ không? Đây bán mấy cái áo hình số.
Amigos, buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos nuevamente a la Femarque. Các bạn xem cái nhạc nhạc của Mexico la música con ustedes. Esperando que estén contentos y estén pasando pues de lo mejor, divirtiéndose nosotros. Trataremos de complacerlos a todos ustedes. Avanzamos, amigos, vamos a dar principio. Của người Mexico, họ chơi nhạc nghe thôi chứ không có hiểu. Bây giờ mình sẽ đi qua đây mình review cho các bạn xem coi cái station của xe bạc nha. Là họ xây cũng lâu lắm rồi, họ làm cũng cách đây cũng 4-5 năm rồi đó. Mà nghĩ là chắc nó hoàn thành rồi nhưng mà sao chưa thấy xe bạc nó hoạt động. Chắc do dịch Covid quá. Thành ra chưa thấy xe bạc nó hoạt động, đậu trên cái nhà ga này. Mình tới mình sẽ review cho các bạn coi ha. Mai mốt các bạn có muốn đi San Francisco đi xe bạc thì ghé ở ngay chỗ trời trời nè, có cái trạm cái station train station đó, xe bạc đậu trên các bạn thấy không đó, có mấy cái vòm che đó dài bên kia. Đó, xe bạc trước các bạn. Đó, xe bạc. Đó, bạn xe bạc các bạn thấy không? Đây mấy cái bộp mà che nè. Còn ở dưới này là cái chợ trời, cái play market, xe bạc dài tới dưới này, dài lên trên kia. Hello. À, xe bạc nằm trên nữa các bạn. Đây là chỗ bán nón, các bạn coi mấy cái phim của Mexico rồi á, họ thường đội mấy cái nón này giống như nón nỉ của mình mà. Hay rồi. Đó,
nói với ổng luôn đây có tiệm bán đồng hồ Omega Watch Repair là sửa rồi bán sửa đồng hồ. Đây là bán dạng giống như là thuốc bắc, thuốc nam, thuốc đông y, dược thảo rồi. Bán gì em? Thuốc gì em? À, để tiếng mễ không? Đây bán mấy cái áo hình số ok các bạn ơi, giờ mình cũng review các bạn một vòng chợ trời của Barista. Giờ mình cũng xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn video clip kế tiếp. Rồi, chào các bạn nha. Bắc Kinh rộng lắm. Lên xe anh về các bạn.